Chào mọi người nha. Hôm nay có rất nhiều bạn hỏi là làm cách nào. Tại nhiều shop ấy, họ hoặc là mình muốn giả giá. Ví dụ như mình muốn giả giá một cái sản phẩm nào đấy ở trên Shopee gì đấy, thì có nhiều bạn thì chưa biết cách trả giá và nhắn tin hỏi mình, thì mình làm một cái video để cho nếu mà bạn nào cần thì vào xem nhé. Cách trả giá ở Shopee thì như một cái sản phẩm mình chọn một cái sản phẩm, như tớ chọn cái sản phẩm áo choàng chống nắng này đây, thì mình ấn vào cái sản phẩm đấy nó sẽ ra cái giao diện như này đấy. Ấn vào cái sản phẩm mình muốn mua ấy, thì mình sẽ ấn vào cái chỗ chat ngay này đây. Các bạn ấn vào chỗ chat ngay này nhá. Khi ấn vào chỗ chat ngay thì nó sẽ ra một cái đây, nó sẽ ra cái trả giá này đây. Các bạn ấn vào trả giá, trả giá của sản phẩm. Bây giờ sản phẩm nó là 120.000 này, mình sẽ đây nhá, các bạn xem nhé, sản phẩm hiện tại là 120.000. Và sau đó mình sẽ chọn cái sản phẩm mình muốn mua là số 1, số 2, màu 1, màu 2, màu cái màu nào mình chọn đấy. Sau đó mình sẽ ấn vào cái chỗ giá này. Bây giờ giá là 120.000. Hiện tại là 120.000 nhá. Đây mình sẽ ấn vào cái giá này. Ấn vào cái giá này thì nó sẽ ra đây. Đây mình sẽ ấn vào thì mình giả xuống 110.000. Nó sẽ ra cái giao diện cho bạn điền đấy. Thì mình sẽ giả 110.000 này. Đấy. Giả 110.000. Sau đấy mình sẽ bấm hoàn thành. Đấy, hoàn thành. Đây là 120.000 này. 120.000 thì đây mình xóa cái, ấn vào chỗ 120.000 thì nó sẽ xóa cái 120.000 này, còn 110.000 này. Đây. 110.000 đấy nhá. Sau đó mình sẽ bấm hoàn thành. Đấy, bấm hoàn thành xong thì đây. Đây. Cái này nhầm xoay. Đây, mình trả giá xuống 110.000 này. Mình trả giá xuống 110.000 và đợi shop trả lời này. Cái này mình đợi shop trả lời. Đấy. Đây shop chưa trả lời cho nên là mình đã lấy một cái đơn khác. Là mình trả cái này là hơn 300 nhưng mà mình trả xuống 180. Thì shop trả lời đồng ý rồi này, đã chấp nhận này. Các bạn xem, shop đã chấp nhận đồng ý. Và mình ấn đến cái giỏ hàng. Mình ấn đến cái giỏ hàng, mình lại tiến hành mua bình thường nhé. Đấy. Đây là cái cách để trả giá. Các bạn ai cần, nếu ai cần thì có thể vào xem nhé. Có gì mà thắc mắc thì các bạn có thể nhắn tin cho tớ nhé.